giấy kết hợp với sticker nha. Đây là cuốn tập mình để dùng làm nhẹ nè. Đây là cuốn tập học thêm toán cũ của mình hồi lớp 5 đó các bạn, giờ mình lấy mình làm nha. Thì nó cũng còn khoảng không nhớ nhiều trang nữa. Còn đây là bộ sticker hôm nay mình dùng. Đây đây. Đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Bây giờ mình sẽ mở ra nha. Đó, bộ này là nó có hai lớp nhưng mà cái lớp đầu tiên mình không có dùng được các bạn, tại vì nó quá mỏng luôn. Không, ba lớp luôn các bạn. Đây, cái này còn có cái sticker nữa nhưng mà nó rất là cơ bắp nên là không dùng được, nên mình chỉ dùng được một tấm thôi. Xin chào, tấm này rất là cute các bạn ơi. Đây, và bây giờ mình sẽ đặt tên nha. Bạn tóc màu vàng này mình sẽ đặt tên là My. Đó, còn bạn tóc nâu này mình sẽ đặt tên là Lan đi. Đúng rồi. Hay giờ mình sẽ đặt mặc đồ cho My nha. My và Lan là hai chị em nha các bạn. Đó. Cái bộ này mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà có rất là nhiều đồ cute luôn các bạn ơi. Đó, ở nhà mặc luôn á. Giờ sẽ mặc kỳ vậy. Cái này là hồi nhỏ. Giờ là phải mặc cái này nè. Đó, đẹp chưa? Rồi đây. Đây là nhà của hai chị em mình nha. Đó, trước đây có một cái chữ welcome, các bạn thấy chữ W rất là sành điệu luôn các bạn. Đó, còn ở đây đó, một cái chiếc phone mà có hình trà sữa nè. Hai chị em mình nó là rất là thích uống trà sữa luôn nhưng mà không có mặt nha các bạn. Đó, rồi đồ ăn chỗ của te chưa. Trên này là có những cái cờ trang trí mà rất là dễ thương luôn. Trên đây là một chai nước nè. Đây, trái tim đen hồng là rất biên đó các bạn. Còn ở đây là cái cửa. Đó, cái cửa nha, cái cửa nhà thì đương nhiên thì phải có cây cối cho nó dễ thương nè. Đó, cây tô cối để cho nó thải ra không khí. Còn ở đây là, thường ở đây sẽ là một chậu cây nhưng mà không, đây là một ly trà sữa màu tím, trà sữa khoai môn các bạn. Đó, giờ vô nhà. Đây, Beauty House. Ngôi nhà trà sữa, cái này là mình vẽ tùm lum tà la luôn các bạn ơi. Tại vì cũng không biết chiếc cái gì nên là mình sẽ tạo ra một phong cách mới nha, phong cách riêng. Đó, là phong cách riêng. Ở đây là cái ngôi nhà trà sữa mà siêu dễ thương luôn các bạn. Đó, trên tay giống như pháo hoa bung ra đó các bạn. Đó, mấy cái này là pháo hoa bung ra nè. Giờ vô nhà. Đây, xin giới thiệu. Đây là phòng khách. Đây, xin giới thiệu nha. Đây là phòng khách. Đó, đây là cái tủ này và bây giờ mình sẽ dán sticker trà sữa lên đây nha các bạn. Đây là trà sữa mua nha. Trời ơi, trên này, cái tủ này là đàn chứa trà sữa không mà khó gì đâu. Đây là trà sữa sô-cô-la. Đó, trà sữa mà toàn là có những cái thứ rất là ngon luôn. Ví dụ như sô-cô-la bánh quế nè. Đó, còn ly này ly màu tím luôn nha. Chưa chưa. Đây ly hồng luôn, đủ mẫu luôn. Đó, còn cái này ly mập mập nè các bạn. Này trà sữa mình mua ở ngoài nha, nhiều khi trà sữa mua ở ngoài nhiều chất béo lắm. Bởi vậy béo lắm. Nên là chút nữa mình sẽ cho các bạn xem một thứ rất là bất ngờ. Bất ngờ xỉu luôn. Rồi, cái này có cái ngăn tủ nữa nha. Đó thì tủ thì phải có ngăn mở ra mới vô. Rồi mình xem coi. Thôi mình để những cái ly vùi thế này thôi. Đó. Cái ly này rất là dễ thương luôn nên là mình sẽ dùng cái này. Vậy mà này cái ống hút nó cao quá. Rồi, thôi vậy cũng được, còn trà sữa mua ngoài nhiều quá các bạn cũng tốt nhưng tốn tiền lắm. Đây, đây, ở đây là một cái bức tranh về trà sữa và kẹo. Rồi hai chị em mình nó là ăn uống kẹo này đủ luôn các bạn. Nó ăn uống suốt ngày, cái ly trà sữa này là trà sữa thái xanh mà rất là dễ thương luôn. Matcha hay thái xanh hay là xanh dứa gì cũng được các bạn muốn nghĩ gì các bạn nghĩ. Đó, đây, các bạn thấy cái ống hút không? Rất là sành điệu. Nhưng mà ống hút này là bên quê đó các bạn. Đó, cái này là mình bẻ nha, còn ở đây là một cái hộp kẹo nhưng mà mình cũng biết kẹo gì cho thì mình vẽ đại. Dưới này là có cái ly nè. Đó, chỗ để treo ly để uống trà sữa bên này. Rồi. Cũng có những cái cờ trang trí luôn nha. Tự nhiên mình rất là thích vẽ mấy cái cờ này luôn á. Nên là cứ trang chắc trang nào cũng vẽ. Rồi, đây là những cái khung cửa sổ có cây cối, nói chung là phòng nào cũng có cây cối. Đây, đây cái cây cối có những cái đồ trang trí rất là cute luôn nha. Cái chậu xình điệu chưa? Cái chậu xinh chưa? Đó, phòng nào có cây cối thì nó sẽ rất là mát. Thì đây. Đây là một cái bàn để mình uống trà sữa hay là ăn uống gì đó đây. Là phòng khách đó các bạn. Rất là dễ thương chùa đây các bạn thấy không? Rất là cổ điển luôn. Trời ơi. Trên này là những cái đồ trang trí nha. Kiểu mình vẽ những cái hình mà mình yêu thích đó các bạn. Mà mình không ngờ là mình đang ngồi mình vẽ xẹt đại đại nè. Nó ra cái cổ kính như vậy luôn. Nhìn nó rất là sang luôn các bạn. Và đây xin giới thiệu các bạn một thứ nữa. Tin tên. Đó, cái này là cái tủ này đã mình để bên này á. Mình mở ra. Đây, only me can open. Đó, cái cửa này dễ thương chưa? Trời ơi, cửa này dễ thương mình không hiểu sao mà mình sẽ tạo ra cái dễ thương vậy. Mở ra, đây là trà sữa tự làm. Đó, đây này là có trà sữa Galaxy. Màu sắc rất là dễ thương luôn, quá trời lại trân châu luôn nè. Còn ở đây là trà sữa kỳ lân, có form kỳ lân kèm những cái siro. Chỗ này, trà sữa sô-cô-la. Đó, kem phô mai. Có rất là nhiều thạch luôn, thạch trái cây rồi trân châu cũng có nữa. Bên này là một ly Việt Quốc, có trân châu hai màu luôn. Còn đây là ly ba màu. Đó, đầu tiên là bạc hà, sô-cô-la và dâu. Thì ở đây là trà sữa chanh nè các bạn, rất là độc lạ luôn. Trên này có trái cherry nhỏ nhỏ nữa mà cái ly xanh điệu ghê chưa. Dưới này là hai loại trà sữa mà mình yêu thích nhất luôn. Đó là trà sữa thái đỏ và thái xanh.
Đó, hương các bạn. Chỗ này là kem mà nó phồng 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 lên luôn. Còn bên này kem nó nhẹ hơn xíu nhưng mà nó có cái sô cô la chiếc tim ở trên đầu nè. Các bạn thấy mình vẽ giống không? Mình vẽ được là mình tự hào lắm luôn á. Ai các bạn có thấy chữ gì không? Đó, bên này là ly khổng lồ, ly khổng lồ. Còn ấy còn bên này đây, mình là rất là thích những cái câu nói ai muốn tăng cân là mình sẽ uống trà sữa nha các bạn. Hai chị em mình cũng lên mấy ký rồi đó nhưng mà nhìn nó mớm thôi. Đây, bây giờ mình sẽ mở đại tiệc trà sữa luôn. Đây, bây giờ mình sẽ uống thái đỏ của em, không của chị, mày uống thái xanh đi thôi. Thái xanh cũng ngon rồi đúng các bạn, thái xanh thơm hơn thái đỏ. Đây đây các bạn nha. Rồi bây giờ mình sẽ để đây. Rồi ly chị đặc biệt chưa? Thôi uống chung đi. Ờ thôi uống chung. Đây uống chung. Đó, mỗi ngày là hai chị em mình ngày nào cũng hút một hai ly vậy đó. Này, ngon. Các bạn thích loại trà sữa nào nhớ hãy comment bên dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua phòng tiếp theo. Lật cái này lại. Hoặc ở đây là một cái beauty only. Trời ơi, mình rất là thích những cái khẩu hiệu như thế này luôn. Những cái câu nói cửa thường ngày hay là những câu nói ca dao vậy mình cũng rất là thích. Qua đây là phòng đọc sách. Đó, phòng đọc sách nha. Ở đây có một cái cửa, cái rèm cửa nè. Trong này là có cái kệ, mà cái kệ đó mình coi mấy phim nước ngoài các bạn. Có cái kệ đó bằng gỗ mà nó xì sụp gì nào nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp. Đó, nên là mình có những cuốn sách nó cổ các bạn bằng gỗ. Rồi có toán, vật lý, văn, sử địa, nói chung là chỗ để học nó phải màu sắc như thế. Đó, dễ y chang trong phim luôn. À, còn đây là cái bàn để học, có đồng hồ để mình canh giờ, có học môn này rồi môn kia, cửa chậu cây, có một cái trái tim nữa nè. Đó, bên này là một bức tranh thôi, mình rất là thích vẽ bức tranh núi bởi vì nó rất là dễ vẽ, nhận xét là được rồi. Còn bên này mình đang, hai chị em mình đang coi phim Mulan và Biu Biu nha. Đó, hai chị em mình đã mới thi xong nên là nghỉ tuần xíu sẽ hơi TV có cái chỗ đánh dấu luôn nè, không mà người ta tưởng bức tranh. Đây là một cái cây kiển nhưng mà nó đã lên hoa. Đó, hoa mình nó xé luôn các bạn. Đó, cái chậu cũng rất là nhìn đập mắt vô mắt người khác ghê luôn. Đây là cái ghế mà mình thích phối màu tím với màu hồng mà các bạn. Đó, cam cũng rất là nổi bật luôn đó, dễ thương chưa? Trời ơi, cái bàn mini mình tự nhiên mình vẽ ra được mà mình cũng mừng. Đây bên này có một cái hoa màu tím nhưng mà mình cũng không biết có cái hoa nào mà giống như hoa hồng tím như đó các bạn. Đó, đây là một cái ghế luôn nè. À, cái hoa này là ít nhà có lắm nè, nhà nào đặc biệt mới có nha. Chậu đỏ luôn mới ghê chứ. Có là sành điệu lên ghế nhìn rồi sang thiệt luôn. Ghế này nhìn sang thiệt các bạn, cái này nhìn sang, ghế này kiểu nhìn nó hơi nhỏ nhỏ xíu đó. Cái phòng này rất là dễ thương luôn. Và đây là những cái khẩu hiệu mà rất là dễ thương này, như be happy nha, là luôn vui vẻ nè, để cho mình luôn vui vẻ. Mình sẽ dán ở đây nè để khi mà mình nhìn vô căn phòng nó sẽ có một điểm đặc biệt. Be yourself nè, những cái khẩu hiệu này rất là vui, rất là cái phấn khích mình, phấn sao ta không biết nữa. Rồi còn đây Friend Learning để dán ở đây để học tập tốt nha. Còn đây là Laugh Every Day, là cười mỗi ngày luôn. Đúng nha, mỗi ngày mình không biết mình cười bao nhiêu lần nữa. Rồi mình sẽ dán ở đây dưới cái TV luôn, coi TV là cười à. Đó, giờ mình sẽ qua đây. Đây là phòng ngủ của mình. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu nha. Đó, phòng ngủ của chị Smile. Rồi sáng sớm là nhìn tủ này là thấy cười tét miệng luôn rồi đó. Đó, rồi đây là cái chậu cây. Thấy phòng nào cũng có cây không các bạn? Mở ra, mở cửa ra. Đó, tủ là mình thích màu hồng lắm, mình chơi một màu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ để đồ vô. Đồ mình á thì mặc thường ngày các bạn. Đó, gồm có một cái váy. Cái váy mà nhìn mặc thường ngày các bạn, mặc nổi bật vậy luôn á. Ít ai mặc giống mình á. À rồi cái nón nữa. Tại vì đi ngoài đường á, che nắng che mưa gì cũng được, nón sang ghê mà mình để che nắng che mưa, mình nghiệp nó. Rồi còn đây là cái giày của mình. Đó, mới về nhà mới mà nên là đồ hơi ít xíu. Để coi mình còn bộ nào không nha các bạn. Đồ mình mặc rất là đơn giản luôn. Mọi người rất là đơn giản giống mình. Đó, cái đầm màu xanh, cái đầm này đi chơi đi dạo đi dắt chó đi chơi mà mình cũng mặc luôn, đi đâu cũng mặc khoái đặc biệt. Nhưng dễ thương lắm. Rồi thêm hướng nè, thấy chưa, tủ mình đơn giản vậy thôi các bạn, không có cần rối rắm nhiều gì hết luôn. Đó, đóng tủ lại, mốt shopping sao, mốt để dành tiền tới đó các bạn, shopping sao. Rồi đây là cái giường của mình. Đó, Starbucks nha. Trời ơi, cái ly nó khổng lồ. Trên này là chấm caramel các bạn. Mình nhớ một ly Starbucks của mắt lắm luôn á. Đó, cái biểu tượng nè, ống hút rồi cái mền này dễ thương chưa. Đó, đây, lúc đầu mình vẽ mình tưởng là cái tủ luôn mà nó là một cái giường, cái mền đó. Trong này dễ thương chưa, có cái bí ngô này mà mình cũng biết cậu mình dễ ra là cái gì nữa. Đó, có lá đó nha, mình rất là yêu thiên nhiên. Đi thi giáo dục công dân có em làm gì để bảo vệ thiên nhiên đó các bạn. Đó, có chữ girls nha, girl. Cái gói này làm bữa mình đi điểm mấy xanh mình thấy mình mua đó các bạn. À, giờ mình xin nằm thử. Giường này nó to với mình quá luôn á, to nhưng mà mình nằm lăn lắm các bạn, nằm lăn nhiều khi lăn xuống đất nằm luôn á. Giường tự nhiên có giường nào. Rồi giờ sẽ tới đây. Tủ đơn giản này, tủ rất là đơn giản luôn. Còn mình có cây nha, em chưa sắm được cái cây nào nữa. Tủ á là mình chỉ để đồ thôi không, nhưng mà đồ mình quá nhiều nên là phải mua cái tủ bự như thế này đó.
thôi. Đó, các cái gồm có cái đầm màu xanh nè, dễ thương chưa? Rồi một cái áo mặc nè. Đó, để coi coi mình tìm cái váy coi. Rồi túi sách mình sẽ để trên này. Tìm túi sách xíu. Rồi. Đó, đây. Nói chung là mình thích màu xanh đó các bạn. Nhưng mà mình nhìn cái nào màu xanh mà nó đậm quá mình cũng hơi rất là không thích lắm. Đó, đồ nữa nè. Nói chung những cái đồ mặc ở nhà đồ đầy đủ luôn, mình cũng để lung tung đó các bạn, không có con gái gì đâu. Đó. Đây. Mình thì mình có hai đôi giày. Tại vì mang một đôi thì nhìn rất là chán, mình sẽ đem hai đôi luôn. À dạ, ba đôi, đôi chứ không là mình mới mua đôi mà mình quên các bạn. Đó. Đây, đây là đôi hôm qua mới mua, nhìn nó như em bé á các bạn, nhìn như em bé thiệt chứ. Đó, dễ thương chưa? Đây. Để mình coi coi. Nó hết rồi đó các bạn. À, khoan. Mà phòng mình đặc biệt cái là có cái tủ. Có một cái đèn. Một cái đèn để đâu? Thôi mình để trong tủ. Mở cửa ra cái là sẽ có đèn liền luôn. Thấy chậu chưa? Các bạn coi coi ly Starbucks nào đẹp nha. Hồi nãy là cái này. Ôi ly này là rất là cute luôn. Mình rất là thích phối màu mà màu nâu các bạn. Đó, màu nâu nâu thế này nè. Cam cam, hai ly đều cam cam luôn. Good sleep nha, gọi là good night đó các bạn. Ngủ nè. Mền là thấy dày các bạn. Nói mền nhìn cái là mê liền luôn. Ly này rất là cute luôn. Có những cái hạt kiểu hazelnut để ở trên caramel nữa. Rồi vô đây. Bánh mình rất thích đồ ngọt luôn, ăn đồ ngọt mình mê liền. Đó, cái này là mình phối màu nâu với lại màu vàng. Ủa, bye bye nữa nè, bye bye. Rồi, trên này là bánh nè, cookie. Không, này phải cái cút khác lộn. Đây là happy day nha. Đó, ở đâu cũng sẽ có những cái chữ thế này. Thành viên, ngủ mà còn cười nữa các bạn. Các bạn hiểu không? Ngày vui lắm trên giường, cái gói ngủ nữa. Đẹp chưa? Rất là đẹp luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại nha. Mà các bạn thích nhất là phòng nào? Đầu tiên là cửa ra vào nè. Phòng hai. Thôi nãy mình lỡ lọt quá qua bên kia luôn. Mình thấy như thiếu. Nên là đây là phòng tắm nha. Trên này có đồ trang trí màu xanh nè. Rồi cái bóng đèn, tại vì buổi tối mà mình tắm á, mình không cần một đèn bật cái này thôi, nhìn nó ấm hơn. Và còn đây là sàn nhà đều là tím hồng hồng không nha. Đây là cái bồn tắm và đây là cái bồn vệ sinh. Có cái xà bông rửa tay nha. Rồi. Đây là những cái chai sữa tắm. Đó. Mình đây là mình vẽ cái chai rất là nhanh luôn các bạn. Rất là cool. Để cho này đi. Đó. Rồi chai này. Thấy chưa? Như trái táo mình bị cắn á. Đó. Rồi cái lược nữa nè. Đây. Tại tắm xong là cười cho tóc. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn này đi tắm. Bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật nước. Tiếp. Rồi có nước liền. Rồi, đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tắm nha. Còn tắm sẵn sàng lắm chưa cho được luôn. Yeah, tè tè. Xịt, mát ghê luôn. Nước mà nó dài luôn. Các bạn biết cái độ mạnh của nó. Nó ra là nhiều lắm. Rồi đây là phòng tắm nha, các bạn có thấy không? Còn bên này là phòng ngủ thứ nhất. Đó, thấy chưa? Bên này là phòng ngủ thứ hai nè. Rồi xong rồi, các bạn thích nhất phòng nào hãy comment bên dưới nha. Đây là video của mình đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like, share và nhớ đăng ký trên kênh Bảo Minh Channel nhé. Bye bye các bạn, bye bye.